Chào cả nhà, con chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn trở lại kênh YouTube Kavilog nha. Thì cả nhà ơi, Đỏ hôm nay Đỏ đi vô cái khu vườn này. Thì nói chung ở đây thì cũng Đỏ cũng chưa đến đây bao giờ hết trơn cả nhà. Thì đây là một cái khu vườn xoài, cũng gọi là sao nó nhìn không thấy bóng đèn, mà cái trong camera nó thấy bóng đèn sáng trưng vậy đó. Sao lạ vậy ta, nó nhìn ở ngoài không có thấy cái ánh sáng trắng nữa cả nhà, sao camera lại thấy chăng? À, đó là cái đèn của camera, nhìn gần mới thấy cái bóng đèn đỏ cả nhà, cái đó cũng là camera ở ngoài. Chắc người ta kiểm tra vườn thôi. Đỏ đi một vòng đây thôi, xem thử coi. Không biết cái đằng đó là cái đám cưới hay là cái đám gì đó không biết. Mà giấc này là 12 giờ khuya rồi mà hát hoài không có nghỉ. Này đó chỉ là đi khám phá trong khu vườn này thôi. Rồi trở về nó sẽ xem lại nếu như có cái manh mối gì, cái tình huống gì mà có gì tâm linh á. Thì nó sẽ trở lại cái này. Đây có những cái lùm cây nhìn lạ thiệt chứ.
Đó không biết cái đám này là cái đám gì mà hát tới giấc này 12 giờ khuya rồi. Hát không cho ai ngủ nghe gì hết. Vùng quê cả nhà, cái 10 giờ là cái giờ giải nghiêm đó nha. À, đâu có cho hát gì đâu. Này bích đường đi rồi ta. Cái khu vườn này cách đây cũng khá lâu rồi nha. Nói về mặt tâm linh thì cũng rất là linh thiêng ở chỗ này. Nó ngay hồi đó, hồi xưa, hồi còn nhỏ nhỏ, đỏ từng ở đây. Đỏ ban ngày, đỏ ngủ trong này nè. Đỏ đi làm mệt á. Thì đỏ ngủ ở đây luôn. Đỏ dân cái giọng ở ngoài này, đỏ ngủ. Chuyện ra ngoài này ngủ một cái là nó thì cái nhà ngủ rồi ha. Về bay vô mắt đau vô. Xem thử cái khu này cũng rộng lắm cả nhà. Đây có cây me to. Đó thấy cây me đó rừng ngự thì lúc trước cái nha, ở khu vực của đó là của xóm của đó ở có một tốp thanh niên không biết vì lý do gì mà rủ nhau cũng như là tự dặn thôi nha, trong vòng một tháng thôi là đi mấy người luôn. Rồi cái này đã nhìn cái me đã nhớ lại là lúc đó là có người thắt cổ với cái me nữa.
đây là những cái khu mộ mà bị che lấp hay gì. Coi cổng. Mà không thấy một mộ nào hết, hai đầu. Cứ này chiếc đỏ đi vô rồi mối thêm lần hai lần nữa. Đóng khám phá còn mối lại nữa. Thì mấy lần trước tôi có đến hai ba lần gì đó. Khi mà ông quỷ, ông bảo là ông đi theo phá đỏ đó. Thì đỏ đi vô rồi mối, mà đỏ đi hai ba lần thì đỏ thấy không có gì hết. Nhưng mà với thời gian sau này như thế nào. Thì đỏ muốn thăm thử cái máy niệm Phật ở trong đó, nó còn hoạt động tốt hay không. Thì ở đây chỗ nào gần gần thì đỏ đi coi, còn xa quá thì đỏ không kiểm tra được máy niệm Phật cả nha. Rất bùng nữa. Đây có gốc cây bự dưới đó. Khu này đó thấy thì cũng âm tùm mà cái. Nói chung hôm trước cái đỏ cũng đi một khu rồi mà không thấy gì hết, cái đỏ không có đăng. Thì đỏ đi khu này là khu kế tiếp nè. Nếu như không có nữa thì đỏ cũng sẽ đăng lên cho cái nhà mình xem, để cho cái nhà mình biết là mình cũng có đi chứ nha. Mình ngưng hoài không được. Ít nhiều cũng cho cái nhà mình biết được là mình cũng vẫn đi quay cho cái nhà mình xem. Thì cái nhà đỏ đi vòng vòng ở chỗ này thì nó nhìn xung quanh thì nó thấy cũng bởi nói gì ban đêm thì cũng hơi rùng rợn cả nhà, thì nó cũng hơi nếu như mà người bình thường chắc không dám vô. Không nhớ đi vòng vòng gì đó đâu. Còn đó thì đó sẽ đi được, đi hết trơn những cái chỗ nào mà cảm thấy có tâm linh thì đó sẽ vô. Nhưng mà chỗ này đi vòng vòng thấy là có lẽ là về mặt tâm linh chắc không có. Tại vì cái gì không thấy gì hết. Cái gì không thấy gì hết. Thì hôm nay đỏ sẽ đăng cái video này lên cho cái nhà mình biết được là đỏ cũng đi quay cái nhà, nhưng mà không có, không phải là lúc nào cũng có tâm linh cho cái nhà mình xem được. Đó. Nhưng mà cũng rất mong là cả nhà xem qua rồi nhớ cũng nếu như không có tâm linh thì cả nhà cũng bỏ qua cho đỏ nghe.
thì đổ quay có thì đổ đưa cái nhà xem, còn không có thì một hai cái video gì đấy đổ mới đưa lên để cho cả nhà mình biết được. Đổ không đi quay sợ cả nhà nói ủa sao đổ nhưng hoài không có đưa lên. Nói chung quay mà không có tâm linh cả nhà, đưa lên thì cảm thấy nó hơi bị nhàm chán. Còn nhiều cô chú anh chị cũng thấy vậy không có thì cũng cảm thấy không được vui. Thì cũng có nhiều bạn cũng comment nói video của đỏ nhìn chán quá không có gì chứ. Chứ giờ quay không thấy rồi làm sao giờ. Không quay không thấy mà lại mình làm sao giờ, không thấy thì đưa lên cũng cho cả nhà mình biết rõ ràng là không có. Còn có thì tất nhiên là cả nhà sẽ thấy thôi. Thì cả nhà đỏ cũng rất là cảm ơn cả nhà đã xem hết video ha. Thì đỏ không biết nói gì hơn là chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe. Đó, và chúc cả nhà mình luôn luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn luôn được cảm thấy là an lạc, không có buồn rầu, lo âu. Và chúc cả nhà mình niệm Phật thật là tinh tấn nha. Thì đó sẽ dừng video tại đây. Thì ngày mai đó sẽ đi thêm một tăng nữa đến khu Gò Mối. Đó, đến là cái chỗ cũ rồi xem thôi như thế nào. Còn nếu như không thấy nữa thì chắc đó sẽ ngồi niệm Phật tại chỗ quá nha. Ngồi cầu nguyện là một linh là có duyên với đỏ thì sẽ đến gặp đỏ. Nó thì bây giờ không nói gì hơn, rất là cảm ơn cả nhà. Vậy cả nhà hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha. Bye bye nha cả nhà.